Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bất ngờ hôm nay, Hải quân của Nga bắn rơi 3 máy bay của Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Moscow của Nga cho biết, mới đây Trung Quốc đã điều tàu sân bay mang theo rất nhiều tiêm kích J-15 tiến ra Biển Đông để dương oai và thách thức thế giới. Ngay lập tức, quân đội Hải quân Không quân của Nga đã điều 6 tàu ngầm Kilo có chứa tên lửa và ngư lôi, đi theo sau là 3 tàu chiến hiện đại bậc nhất của thế giới, chứa rất nhiều máy bay ném bom, tên lửa dẫn đường và nhiều vũ khí, khí tải hiện đại cùng 3.000 lính thủy đánh bộ chuyên nghiệp có mặt ở Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm ngăn chặn Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Bắc Kinh không nên điều tàu sân bay có chứa nhiều tiêm kích J-15 ra Biển Đông để thị uy sức mạnh nhằm bắt nạt các nước có chủ quyền ở Biển Đông. Ngay sau đó, tàu sân bay của phía Bắc Kinh đã hạ lệnh cho 50 máy bay J-15 bám đuôi theo nhau, càn quét khu tập trận của quân đội Hải quân Không quân Nga. Thấy sự mất an toàn và mất an ninh cũng như lo ngại đến diễn biến của cuộc tập trận và mối an nguy cho Hải quân Nga, ngay lập tức phía Moscow đã phát đi thông báo cảnh giới máy bay của Không quân Trung Quốc. Nhưng phía Bắc Kinh vẫn phớt lờ cảnh báo trên của quân đội Nga, 50 máy bay vẫn thi nhau gầm rú càn quét trên bầu trời, nơi quân đội của Moscow đang tập trận bắn đạn. Thật thấy rõ sự nguy hiểm đang ập đến, Hải quân của Nga đã cho bắn một loạt tên lửa để răn đe với Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh vẫn cho máy bay phóng tên lửa và dội bom vào khu tập trận của Nga và cuộc đụng độ nảy lửa xảy ra. Xung đột chỉ dừng lại khi Hải quân của Nga phóng tên lửa siêu hạng bắn rơi 3 máy bay của phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc thấy sự đáp trả quyết liệt của Hải quân Nga đành ra lệnh cho rút toàn bộ đội hình máy bay nói trên ra khỏi khu tập trận của Nga, chờ thời cơ để trả đũa sau. Thưa quý vị, theo một vị tướng giấu tên trong Bộ Quốc phòng của Moscow cho biết, nhận thấy Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua liên tục dậy sóng căng thẳng, thì leo thang mà nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc gây ra, buộc chúng tôi phải tiến hành một cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Cuộc tập trận đã được chúng tôi lên kế hoạch trước đó một tháng, bao gồm 3 tàu chiến mang tên lửa hiện đại bậc nhất của thế giới, 6 tàu ngầm hạt nhân Kilo và rất nhiều vũ khí khí tải hiện đại cùng 3.000 lính thủy đánh bộ chuyên nghiệp của Nga. Vị tướng còn cho biết thêm cuộc tập trận nhằm củng cố lực lượng quân đội của Nga để sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Cuộc tập trận cũng là một thông điệp gửi tới phía Trung Quốc rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới chứ không phải riêng Trung Quốc. Vì thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình không nên có những hành động gây căng thẳng, nếu không sẽ bị đáp trả một cách quyết liệt. Tuy nhiên, lúc đang diễn ra tâm điểm của cuộc tập trận thì phía Bắc Kinh đã cho điều 50 máy bay ném bom ra để hăm dọa. Thật tình mà nói, Trung Quốc có thể dọa các nước khác và họ có thể nể hoặc là sợ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không nên dọa quân đội của Nga bởi vì Trung Quốc chưa đủ sức mạnh để hăm dọa quân đội của Moscow. Vì thế, chúng tôi đã cho phóng tên lửa bắn hạ 3 máy bay của Trung Quốc để cảnh báo sau khi 3 máy bay trúng tên lửa bị cháy rơi ở Biển Đông. Phía Bắc Kinh đã hoảng sợ và cho rút toàn bộ máy bay J-15 nói trên. Nếu không, thương vong sẽ còn xảy ra rất nhiều. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, việc 3 máy bay của phía Bắc Kinh bị rơi ở ngoài Biển Đông do phía Nga bắn hạ, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất tức giận và đang lên kế hoạch trả đũa quân đội Moscow. Thưa quý vị, Nga từ xưa đến nay đã là một cường quốc về quân sự, vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất và được các chuyên gia quân sự đánh giá là số 1 của thế giới. Từ khi Tổng thống Putin lên nắm quyền, Nga không những là cường quốc số 1 về quân sự mà tất cả các lĩnh vực của Moscow đều được thế giới công nhận và đánh giá rất cao. Thưa quý vị, trên trang Twitter cá nhân của Tổng thống Joe Biden của Mỹ, ông đã nói rằng khen ngợi Tổng thống của Nga và ông cho rằng ông Putin là một người thật tuyệt vời. Thưa quý vị, có rất nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang dựa hơi vào Nga bởi vì bây giờ phía Bắc Kinh chỉ còn dựa vào Moscow để tạo ra sức mạnh quân đội và quân sự để chống lại Mỹ, bởi vì giữa Mỹ và Trung Quốc đang như mặt trăng và mặt trời. Tuy nhiên, chính quyền của ông Putin hiểu được rằng chơi với Trung Quốc không khác gì chơi với con dao hai lưỡi bởi vì phía Bắc Kinh luôn nói một đằng làm một nẻo.
Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết, ngoài Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao Tổng thống Nga, ông Putin, thì lãnh đạo của các nước trên toàn thế giới đã rất hoan nghênh và ủng hộ quan điểm cứng rắn của Nga khi mà không thân cận với cả phía Trung Quốc. Chúng ta cùng nhìn lại lịch sử của Tổng thống Nga Putin để chúng ta hiểu rõ được con người cứng rắn và quan điểm rõ ràng của Nga đối với cả phía Bắc Kinh ra sao. Từ năm 1999 đến nay, ông Putin đã cầm quyền nước Nga gần 20 năm liên tục, vừa ở cương vị Tổng thống, vừa ở cương vị là Thủ tướng. Ngày 9 tháng 8 năm 1999 đã đi vào lịch sử nước Nga bằng phát biểu trên kênh truyền hình. Khi đó, Tổng thống của Nga Yeltsin, ông đã nói rằng tôi quyết định gọi tên người có khả năng đảm nhiệm việc tiếp tục cải cách nước Nga, đưa nước Nga sánh vai với các cường quốc của thế giới. Ông ấy có khả năng tập hợp quanh mình những người sẽ thay đổi nước Nga trở thành nước Nga vĩ đại. Từ đó đến nay, ông Putin đã cầm quyền nước Nga gần 20 năm liên tục ở cương vị vừa làm Tổng thống vừa là Thủ tướng. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nước Nga giao cho. Những người đương thời còn nhớ năm 1999, nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện. Nhưng dựa trên những con số thống kê và công tâm thì nước Nga dưới thời ông Putin đã thay đổi tích cực về đối nội lẫn đối ngoại. Trong một bài trả lời phỏng vấn với cả báo chí, ông Putin kể, thuở nhỏ có một lần ông đã nghịch ngợm và dí một con chuột vào một gốc kẹt, khiến con chuột nhảy xô ra tấn công lại ông. Từ đó ông rút ra bài học, không bao giờ dồn đối phương đến tận cùng, luôn tạo điều kiện để đối phương thoát khỏi tình huống khó khăn mà không mất mặt. Mặt khác, một khi đã rơi vào tình huống không có lối thoát thì phải ra đòn đầu tiên chớp nhoáng và phải đi đến tận cùng, và chúng ta chơi với Trung Quốc cũng phải cho họ một lối thoát không thể kèn cựa họ được. Nhưng cũng không bao giờ khoan nhượng nếu như phía Trung Quốc hung hăng, ngang ngược và bắt nạt các nước trong khu vực. Và theo ông Putin, tình hình mỗi năm đều có những thay đổi, nên những yêu cầu nhất định với những người lãnh đạo đất nước cũng cần phải thay đổi theo. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào người dân qua cuộc bầu cử trực tiếp và toàn dân. Đến nay, vấn đề quay lại vẫn là nền dân chủ. Nghĩa là lấy dân làm gốc và chúng ta làm gì thì làm, không bao giờ để cho người dân bị thiệt thòi. Thưa quý vị, có một cái tin rất là mới và có một cái tin rất hay, đó là Trung Quốc sắp bị dàn mặt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nga sắp tập trận chống khủng bố ở Viễn Đông. Mỹ và Philippines tập trận gần vùng biển tranh chấp. Trung Quốc đang căng mình đối phó với nguy cơ bị ức hiếp xung quanh. Lữ đoàn cơ giới không quân miền Đông của nước Nga sẽ có một cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận sẽ được huy động 5.000 quân dân và hơn 50 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự. Lực lượng sẽ tập trung và rèn các kỹ năng phát hiện, bao vây quân địch và tiêu diệt nhóm khủng bố. Các đại diện quân sự từ Ấn Độ và Việt Nam sẽ tham gia quan sát các hoạt động diễn tập nói trên, đồng thời có dịp làm quen với cả các trang bị vũ khí và thiết bị quân sự của bộ binh Nga hiện đại với điều kiện sinh sống và sinh hoạt người lính, tiếp cận cơ sở và vật chất đào tạo đơn vị các tính năng kết hợp với huấn luyện chiến đấu. Cũng trong những tháng sắp tới, hải quân của ba nước Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung ở Thái Bình Dương, một động thái được cho là dằn mặt phía Trung Quốc và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Và thưa quý vị, chắc chắn sắp tới, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ lên án kịch liệt phản đối những cuộc tập trận chung của Nga, Mỹ, Ấn Độ, Australia ở ngoài Biển Đông, cũng như đưa ra những lời răn đe và cảnh báo. Như vậy thì Biển Đông sẽ tiếp tục có những cuộc dậy sóng và chắc chắn các cuộc đụng độ xảy ra thường xuyên hơn ở Biển Đông nếu như phía Trung Quốc không dừng lại âm mưu độc chiếm Biển Đông cho riêng mình. Và tin tức mới nhất về Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo của chương trình. Hôm nay, chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để theo dõi, để nhận được những tin tức mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.